Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Solchit Fight, ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu token XTRT các bạn. Thì chương trình này góp này Go 2 các bạn, trước kia mình đã có hướng dẫn bạn tham gia Go 1 rồi. Hiện tại tổng pool của Go 2 này là tổng giải thưởng là tới 180.000 đô la các bạn, rất là cao các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn enter mail Twitter, follow Twitter nè các bạn. Thì bạn nào chưa có ví Solana Chamio thì các bạn vào tạo ví các bạn trên Twitter, các bạn theo dõi nè các bạn. Sau đó các bạn bắt đập lên nè. Rồi tiếp tục các bạn retweet và pinbot bài này nè. Rồi trên Twitter nó thì các bạn like nè các bạn tweet lên được các bạn. Rồi các bạn bình luận luôn câu luôn các bạn. Các bạn bình luận là cộng bình luận good drop đi. Nãy quên bình luận cái username đó nè. Rồi bạn trả lời các bạn. Rồi sau đó bạn mới đập lên nè. Rồi bạn nào chưa có ví thì dễ bấm vào HT Solnet Chemio các bạn tạo ví các bạn. Sau đó các bạn join vào Discord nè. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mờ thôi các bạn, khá là đơn giản các bạn. Còn Discord này nó hơi lâu một chút. Trên Discord thì các bạn bấm vào mục Verify nha các bạn. Bạn không có quyền xem lịch sử của này Iwata. Các bạn bấm vào Verify nha các bạn. Rồi các bạn ghi chữ thằng Verify nha các bạn. Copy của mấy ông thằng này đi. Rồi các bạn chỉ việc sao chép cái chữ Verify của mấy ông đó đó. Rồi các bạn dán vào nha các bạn. Chú thằng chưa? Rồi bấm Verify. Được không ta? Rồi các bạn bấm Verify các bạn. Để mình coi. Khi bạn bấm vào Verify xong là được các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar của mình các bạn. Ê copy username mình nè các bạn. Dự án này trên Discord là quan trọng các bạn. Nên các bạn rồi các bạn sao chép nè các bạn. Rồi sau đó thì các bạn để mình vào một thân fan này có gì không các bạn. Hỏi cái này không cần quan trọng các bạn nhập vào cái link phong của mình lại nha các bạn. Rồi sau đó các bạn dán cái username. Nó không bắt buộc các bạn ơi. Rồi dòng đầu tiên mình là địa chỉ email của các bạn nè các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền là username Twitter của các bạn nè. Không quên dự án này sao mà đơn giản vậy ta, sao nó không kêu khai báo username quên về nè NNH9 xíu nó tồi mạng nữa. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với Solnet Chamio nha các bạn, Solana thì các bạn nhấp vào đây nè. Hiện tại cái ví Solnet Chamio nó có cái giao diện như thế này thì các bạn việc bấm bỏ thôi các bạn, bấm ok thôi. Và các bạn login mật khẩu các bạn vào nè. Chấp nhận điều khoản lock nè. Rồi trên địa chỉ ví thì các bạn nhấp vào mục Solana nè. Bấm vào reset nè. Các bạn copy địa chỉ ví mình nha các bạn. Rồi. Các bạn gửi vào link phong. Trở về đây các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ là xong nha các bạn. Để mình coi nó có yêu cầu gì không ta. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương một dự án có tên là dự án ăn chia 1 triệu token XTRT đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.